thưa thầy, các em học sinh cả trường đang nháo nhào về việc đồng phục được phát. Em nghĩ đây chắc là một phút bốc đồng của học sinh thôi. Hay là mình cho qua đi thầy. Nếu như chúng ta không làm rõ, học sinh sẽ được nước lấn tới. Nhưng mà tôi nghĩ các em... Thôi được rồi, thông báo với tất cả học sinh lên hội trường họp gấp. Đức ơi, bây giờ mày có đấm nát cái bao cát thì mọi chuyện nó đã cũng vậy rồi. Để cho ông hiệu phó không giành công với tụi mình thì sau mỗi hành động chúng ta phải để lại một ký hiệu. Cũng có lý. Ai vậy bà? Nghe người này làm gì mà mờ ám dữ trời. Chắc là thầy đang muốn khiêu chiến với tụi mình rồi. Nếu đã vậy thì cuộc chiến bắt đầu. Vậy thì mình phải nghĩ ra một cái tên gì đó có dần với chữ Thiên Phong. Ví dụ như... À không phải ví dụ nữa, đây sẽ là cái tên của mình luôn. Tên rất hợp dần. Đó là... Những con công bị trụi lông ở trường Thiên Phong. Xàm quá. Đôi chân xuân vẫn đang trường. Mỗi ngày ngó đông nhìn.